Có chở máy luôn em ơi. Giờ em quay chậm ha, quay chậm anh em nhìn chấm cái nào các em hỏi dễ. Tại nhiều lúc từ nhà em lên đây xa lắm. Chứ mấy cái này em không biết, bởi vì nhiều lúc em không đem về được á. Nhiều lắm ha. Đó, dễ nè, lên em xem được cái nào ấy ha. Nào, cái này em đang đi hỏi cho khách nè. Cái máy này nếu mà ngoài bán chắc phải 70 triệu anh chị. Nè. 2.2 kW em đang hỏi cho anh khách đó. National luôn. Mới tin luôn, còn lưỡi còn đầy đủ luôn. Vậy gì? 250 hạt, 60 hạt là gì đâu. Mấy này em không gặp máy không? Đó, sẵn đây em quay sơ được cho anh chị nè. Vậy là chấm cái nào có máy bơm hơi, máy gì cũng có đó. Chấm cái nào thì nói em hỏi giá được chứ giờ hỏi hết biết đường đâu hỏi. Đắng có mấy cái uống sắt anh chị nè, cuốn ống đó, nó hai cái quạt nó gì quá trời nhiều máy lắm, nhưng mà có máy em nhìn em cũng không hiểu luôn, xe gì tùm lum đó. Đội hoặc nào mấy cái này mấy cái bá lan gì nào gì ta, mấy cái xe năng hàng chở hàng gì đó nhiều lắm, phải lớn lắm rồi, cứ gần gì cứ liên hệ em ha, rồi thôi chào.